list 1 này. Chuyện ăn 4 lời 5 một gai tí đó. Không bị nặng lắm. Đây nè. Tổn thương đứng đây nè. Lời 5 list 1. Rồi bây giờ tình hình sao vậy? Dạ. Nói đi. Tình hình sao? Dạ nó đau hắt lưng như nó đau chính giữa cái lưng nó thốt qua hai bên cái ngực. Đi lâu chưa? Dạ, không lâu rồi. Lâu là bao lâu? À, 9-10 năm rồi. Mấy trời ơi, rồi chữa trị như sao này? Dạ, cứ đúng tay đã rồi, giờ bác sĩ trong bệnh viện đề nghị mổ. Tại có cái thoát vị địa đệm. Tợ không, thoát vị địa đệm nhưng có cái tợ cốt sống nữa. Đợt cốt sống nữa. Dạ, hai cái. Rồi bác sĩ mới thấy cái tợ cốt sống đó, bác sĩ bị mổ, mạnh với mổ. Yeah. Rồi hôm nay đi nhỏ con gái nó dâu nó học về rồi nó bấm cho. À, thấy dễ chịu. Dạ. Rồi nhà ở đâu rồi? Dạ, ở Môn. Rồi ở Môn rồi. Dạ. Rồi bây giờ nó trời sao rồi chỉ đứng về rồi. Bây giờ đi đứng sao? Dạ thì nó lâu lâu nó cũng đau hoài. À, nhưng mà đi đứng có khó chịu có gì không? Có trở ngại gì không? Đi hai cái chân nhiều lúc nó yếu lắm. Rồi đi thử đi. Đi ra. Đi mạnh dạn lên. À, đi thấy nó phải chậm chạp vậy đó hả? Dạ. À, đi nhanh được không? Nhanh thì nó thốt cái lưng. À, rồi chỉ cứ đi nhanh thử cái nó thốt cái nào. Cứ đi tới đây. Đó, rồi đi nhanh qua bên kia nữa coi nó có thốt. Để chút xíu tôi chữa xong cái chị thấy làm sao nha. Ok, nghe thốt cái đó ha. Dạ. Rồi, chị tới đây tiếp đi. Rồi, chị đứng dừng lại đó. Ok, rồi chị vòng cái tay lên. Rồi vòng cái tay này ở đầu rồi đâu. Rồi, hai cái ngón tay chậm chạm lại nha. Hai ngón tay chạm nè, chạm. Đó, chưa được, không nổi, rồi tay này. Rồi chạm tay còn ghê nữa. Mày còn kinh khủng lên nữa đúng không? Rồi, bấm rồi nha, làm sao? Cái cổ bị. Cổ bị luôn? Dạ. Trời ơi. Bây giờ dạ, rồi. Rồi, bây giờ chị học đây mấy ngày rồi? Dạ, mới vô bên thầy. Dạ, học có học thầy. Em xin cô nói là để má chị đưa lên cho thầy coi giường bệnh á. À. Con đi học. Con đi học. À, ai là con? À, rồi. Em học về em chị cho má. À, về em. À, rồi. Em đi lên hả? Mà cô con gái Phan Kiền là nhất định không bỏ đói. Không chịu bỏ đói thì không tin. Không tin. Không chịu uống chili. Không phải sợ chịu uống nổi chứ không phải học tin. Không, chịu rồi. Nó có cái tật xấu lắm, để đổi cho nó rung dữ lắm. Đúng rồi, tại vì là hạ đường huyết. Dạ. Nhưng mà không sao, khi mà nhịn ăn cái này á, thì khi mà đổi thì hốt không khí. Và đặc điểm của nó là khi mà mình uống nước lọc không á, thì nó sao không bị choáng. Nhưng mình chỉ cần chút xíu sữa, chút xíu đường, chút cà phê gì đó, thì mình sẽ bị choáng liền. Cái đó là cái đặc điểm mọi người chú ý nha. Ra là bắt buộc không bỏ đói là không hết bệnh. Bây giờ bà chọn hai con đường, một là bỏ đói để hết bệnh, hai là bà mổ thôi. Được ha, chọn đường mổ nha. Bên da sẽ thịt bà ra cho bà đã. Bỏ đói không chỉ là mất chi ly cũng không chỉ cuộc sống á. Mà khi mà nhịn đói á, như hốt không khí xong á, thì cái cuộc sống tự nhiên hết đau. À, giống như giờ tôi đang chữa gì nè, bây giờ chị hớp rồi hớp đi, hớp rồi đó, rồi thở ra từ từ, rồi hớp, rồi thở ra từ từ, hớp, rồi từ từ, giờ hết đau rồi, thấy không? Cái hớp không khí lợi hại lắm, thấy không? Rồi xếp tay lại, rồi giờ ở nhà làm gì? Dạ, nó côn rồi ép chút đỉnh. Yeah. Mệt thì nằm. Mệt nằm, đó rồi. Đừng mệt nữa. Bây giờ là phải làm việc, không có làm việc. Bây giờ là bao nhiêu tuổi mà mệt nằm? Dạ 63. Ôi trời, còn nhỏ quá, còn nhỏ tôi nữa. Phải nhìn nè. Rồi, nằm đi. Không nhìn ăn là không khỏi bệnh. Đâu quay đây. Đâu quay đây. Được. Rồi. Thanh niên. Rồi. Nghe lời tôi là phải là hết rồi. Chưa đẹp. Rồi. Lên luôn.
Ai cũng được, em nên thanh niên kia cho nó khỏe, thanh niên to con rồi giúp thầy. Đấy. Mềm cái đầu là đừng có gồng, đừng gồng đó. Thật không? Nghe sướng không? Nghe sướng không? Nghe sợ. Rồi, hốp lên, hốp, hốp. Đấy, thấy chưa? Hốp mạnh lên. Rồi, hốp mạnh lên. Rồi, quay qua đây. Quay người qua đây, đó. Đấy. Có gì đâu mà âu chứ sầu. Cho nên nói chuyện nhịn ăn không làm nhiều nhịn. Là tôi chữa là cái là lần này về phải nhịn ăn nha. Bắt đầu ngày mai nha. Không có nhịn nữa nha. 6 tháng tới 1 năm. Cho đó nó gọn gàng để còn đi thi là hoa hậu là danh nhân gì đó. Đó, quá đã. Mà nhìn tiếng kendo ấy rồi trời đất ơi ấy là gọn gàng lại chút nha, uống hết sạch nè, cái cột sống nó đưa nó vô được lại đưa vô rồi rồi. Như vậy hồi nãy á là tôi đã xếp vô đưa rồi, giờ vô nghe rồi bây giờ chỉ đi mảnh bạo, không còn chuyện gì nữa đó, giờ đi đi. Dạ. Cứ vậy đi, sáng đi bộ nhiều được không hơn thầy? Được, nhưng mà dưới nhiều điều kiện như đó, rồi mạnh lên. Hết đau rồi. Hả? Hết đau rồi. Ôi trời ơi, đi nhanh cho ta sợ, đi nhanh cho ta sợ, đó. Bây giờ tôi kéo cuộc sống mà ra rồi, bây giờ hết bị rồi, đâu cần mổ rồi đâu. Nhưng mà muốn cho khỏi hẳn thì phải nhìn ăn, đi mạnh đi. Không ớt tay nào nữa. Dạ. Ngon lắm chưa? Rồi, đứng phát biểu luôn. Sao rồi? Cảm giác sao? Thấy cảm giác sao? Cảm giác nhẹ nhàng hơn, với lại nó bớt nhức hơn. Bớt nhức hơn? Dạ. Rồi bây giờ, đi khỏe hơn. Đi khỏe hơn, bây giờ cử động được coi sao? Đó, tay chân là ngon lành chưa? Dạ. Rồi cổ quay đồ cái nó nhẹ nhàng không? Dạ, nhẹ. À, trước đó nó hơi cứng cổ đúng không? Dạ. Đấy. Ngày uống 20 viên thuốc đó thầy. Dạ, yeah. Thuốc thuốc bé vậy đó. Nhịn ăn và tập luyện cho tôi thì chị sẽ khỏi. Buổi sáng á, thức dậy đi bộ, đi chậm 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 từ từ, không cần đi nhanh. Rồi vừa đi vừa hút không khí, dùm cho tôi. Dạ. À, thì tôi bảo đảm chị trong vòng 1 tháng á, là chị thấy gần như hết bệnh rồi. Nhưng mà đừng có, phải 6 tháng tới 1 năm không được ăn sáng. Ok, rồi được chưa? Rồi có nói lời gì em trước khi về? Cảm ơn thầy nhiều. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.